Ở các trường tiểu học trong năm ngoái, có số học sinh phải học lại nhiều nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do đại dịch COVID-19. Trong năm nay, dự kiến tình hình sẽ tốt lên, số lượng trẻ em phải học lại sẽ tương tự như những năm trước COVID-19. Trong các giờ học bình thường cũng như bao giáo viên khác, cô giáo Lucia Dvořáková tập trung vào việc giảng dạy các bài tập từ vựng. Cô nhận thấy rằng vốn từ vựng của học sinh giảm đáng kể trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19. Khi bọn trẻ không được gặp các bạn học của mình và không giao tiếp nhiều với ai, rất dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Cô cho biết rằng kể từ năm ngoái đã có thấy được sự cải thiện về từ vựng của học sinh. Một học sinh lớp 7 cho biết mình gặp vấn đề về từ vựng thể hiện rõ ràng nhất là trong thời gian trở lại trường sau khi dừng việc học trực tuyến. Cháu tự cảm thấy mình học không tốt lắm nên vào giữa lớp 6 cháu đã đi học thêm tiếng Séc. Cô Dvořáková cũng như nhiều giáo viên khác, theo khuyến nghị của Bộ Giáo dục, đã khoan dung hơn trong việc chấm điểm đối với học sinh. Vào năm học 2018-2019, điểm toán trung bình của học sinh là 1,7, trong khi vào năm trước khi đóng cửa, tại trường học là 1,4. Số lượng học sinh phải học lại trên toàn Séc trong năm ngoái đã tăng lên 8.200 học sinh, tăng lên đáng kể so với trước khi xảy ra đại dịch. Trong năm học năm ngoái, có hơn 1.000 học sinh phải học lại ở vùng Ústecko và Moravskoslezsko. Đó là những trường hợp tiểu học ở vùng khó khăn, ở nơi khó có thể tiếp cận được với tình hình học trực tuyến, cho nên dẫn đến tình trạng này. Theo như Chủ tịch Hiệp hội các trường tiểu học, trong thời kỳ COVID-19, học sinh đã mất thời gian học tập, nhưng việc học thêm đã giúp ích chúng cải thiện. Ông dự kiến rằng số học sinh phải đi học lại trong năm nay sẽ giảm xuống ở mức trước khi xảy ra đại dịch.